Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Cảnh sát giao thông đường bộ, công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện tiếp tục tổ chức cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp người điều khiển xe có nồng độ cồn. Thành phố Cần Thơ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học sau đại học theo các chương trình học bổng toàn phần của các cơ sở đào tạo nước ngoài. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ mổ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng vỡ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua 6 tháng 1 tại Bến Tre, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ triển khai thi công dự án nâng cao tỉnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 khu vực phía Nam. Với tổng mức đầu tư 2.155 tỷ 900 triệu đồng, dự án nâng cao tỉnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 khu vực phía Nam, xây dựng mới 9 cầu, nâng cấp cải tạo 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu cắt ngang các tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Dự án nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các cụm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ và ngược lại. Cụ thể, 9 cầu xây mới gồm cầu Một Quá ở Long An, cầu Sa Đéc, cầu Hồng Ngự ở Đồng Tháp, cầu Mỏ Cày ở Bến Tre, cầu Đông Thuận, cầu Đông Bình ở Vĩnh Long, cầu Ô Môn, cầu Thế Lai, thành phố Cần Thơ, cầu Dàm Sáng, Thị Đội ở Kiên Giang. Cùng với đó là nâng cấp cải tạo cầu Dòng Găng Đồng Tháp và tháo dỡ cầu Mang Thích Vĩnh Long. Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành vào năm 2025 sẽ khơi thông điểm nghẽn trên tuyến đường thủy nội địa khu vực phía Nam. Hôm nay ngày 7 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu hữu nghị VK282. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh đến tham dự. Công trình cầu hữu nghị VK282 ở ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2023, có chiều dài 34m, chiều rộng mặt cầu 3,5m, độ thông thuyền trên 4m, tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ hỗ trợ 30 triệu đồng, nhóm hữu nghị VK hỗ trợ 250 triệu đồng. Hội đồng mục vụ giáo xứ Chinh Vương vận động giáo dân đóng góp 190 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động. Hơn 20 năm hoạt động, nhóm VK đã xây dựng 282 cầu hữu nghị ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Riêng tại thành phố Cần Thơ đã khánh thành và đưa vào sử dụng 15 cây cầu hữu nghị. Dịp này, nhóm VK đã tặng 30 phần quà cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện tiếp tục tổ chức cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp người điều khiển xe có nồng độ cồn. Đợt cao điểm này sẽ được thực hiện từ nay đến hết tháng 2 năm 2024. Theo đó, Cảnh sát giao thông đường bộ sẽ bố trí nhiều tổ tuần tra liên tục trên các tuyến đường bộ đi qua địa bàn, kể cả quốc lộ, đặc biệt tập trung khu vực có đông nhà hàng, quán nhậu, bố trí kiểm tra lưu động và kiểm tra tại chỗ để kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Trong năm 2023, ngành chức năng đã kiểm tra và xử lý gần 5.000 trường hợp điều khiển xe có rượu bia, tạm giữ hàng trăm xe ô tô, mô tô, tước giấy phép lái xe hàng ngàn trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông. Hiện nay, số lượng sinh viên người nước ngoài đến học tập nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ khá đông. Ngoài số ít du học sinh ở ký túc xá thì đa số còn lại đang ở tập trung tại các nhà trọ có quy mô nhiều tầng thuộc các phường An Khánh, Xuân Khánh. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các sinh viên người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc ăn ở, sinh hoạt học tập của các sinh viên, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công an các phường tổ chức kiểm tra tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, các quy định đảm bảo an toàn trong sinh hoạt học tập, việc bố trí các phương tiện dụng cụ chữa cháy an toàn khi sử dụng điện, ga hàng ngày. Qua đó, cũng nhắc nhở sinh viên tuân thủ các quy định của luật phòng cháy chữa cháy, biết cách sử dụng bình chữa cháy khi có cháy xảy ra và cung cấp số điện thoại 114 để ứng cứu khi có sự cố cháy.
Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý, khắc phục ngay những sơ hở tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, thì công tác ứng trực tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ cũng được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra các xe chữa cháy về số lượng nước trong xe và khả năng dập tắt đám cháy đối với các xe chữa cháy trong các tình huống cháy nhà cao tầng, chợ, khu dân cư, hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh là công việc thường xuyên của đội chữa cháy trung tâm thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ. Bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang cấp tại đội. Qua đó chúng tôi còn huấn luyện cho chiến sĩ cán bộ trong đội về các nghiệp vụ chữa cháy cơ bản, các thao tác sử dụng các phương tiện thiết bị thủy lực để chúng ta dùng để cứu nạn cứu hộ. Gần một tháng nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao và đồng thời tổ chức công tác ứng trực 100% quân số. Tăng cường cái công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với những nơi tập trung đông người, đối với những điểm tham quan, giải trí, mua sắm có số lượng người tập trung cao, điều kiện an toàn phòng cháy cháy của cơ sở, trong đó chú trọng về việc đảm bảo các phương tiện đã trang bị hoạt động tốt, cũng như là việc các đường lối thoát nạn ở những nơi tập trung đông người. Cùng với công tác kiểm tra ứng trực của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì các đội chữa cháy dân phòng, cơ sở và các đơn vị có liên quan như điện, cấp thoát nước, đợt này cũng triển khai kế hoạch phục vụ lễ và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, các đội chữa cháy cơ sở dân phòng kiểm tra lại hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đơn vị mình, bố trí các tổ trực 24/24 giờ. Một số phường nội ô còn thực tập chữa cháy tại chỗ để nhắc nhở người dân luôn cảnh giác để phòng ngừa cháy nổ. Ngành điện lực tiến hành kiểm tra lại hệ thống điện chiếu sáng, duy tu sửa chữa kịp thời khi bị rò rỉ. Đơn vị cấp nước chữa cháy cũng đã có phương án ứng trực, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho việc chữa cháy. Khuyến cáo người dân là tiếp tục là nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời cũng trang bị các cái kiến thức, rồi trang bị các cái dụng cụ, phương tiện để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như là kịp thời ứng phó các cái tình huống xảy ra. Chúng tôi tham gia thực tập để rút được kinh nghiệm, vận động những người chung cư và con mình ở đây là cảnh giác là điện đuốc rồi đó. Trước khi ra khỏi nhà này kia là mình phải tắt hết quạt điện. Công ty chúng tôi cũng tiến hành là kiểm tra toàn bộ các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Bình Thủy lại và tiến hành sửa chữa để đảm bảo cái ánh sáng cũng như là các cho các người dân đi lại. Kiểm tra lại cái hệ thống nguồn điện để đảm bảo an toàn cách điện và cũng đồng thời là sắp xếp các nhân sự để trực lưu động phòng khi có sự cố xảy ra thì cũng kịp thời khắc phục và xử lý. Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng có liên quan là đảm bảo sẽ cung cấp được cái đủ cái lượng nước và cái áp lực tối đa để khi có sự cố trong bất kỳ tình huống nào cũng đủ cái áp lực nước để thực hiện công tác chữa cháy. Về công suất nước thì tùy theo cái lưu lượng và tùy theo tuyến đường và các cái vị trí cần thiết thì chúng tôi cũng sẽ có cái bước chuẩn bị và kế hoạch để điều tiết nước khi cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Các đơn vị chức năng có liên quan đang tập trung tăng cường các mặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời nhanh nhất các vụ cháy xảy ra, không để cháy lan cháy lớn gây nhiều thiệt hại, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học sau đại học theo các chương trình học bổng toàn phần của các cơ sở đào tạo nước ngoài là một trong những nội dung của kế hoạch số 254 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. Theo đó, đối với đào tạo chuyên môn sau đại học trong nước, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện trở lên thuộc diện quy hoạch, chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm, ưu tiên các lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin, kinh tế, logistics, công nghệ chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, xây dựng, kiến trúc, giao thông đô thị, thương mại,
văn hóa nghệ thuật, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số. Đối với đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài, khuyến khích cán bộ công chức viên chức học sau đại học theo các chương trình học bổng toàn phần của các cơ sở đào tạo nước ngoài, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, định hướng phát triển của cơ quan đơn vị để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Ban thư ký Hội sinh viên thành phố Cần Thơ vừa công bố danh sách các tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt và cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố năm học 2022-2023. Theo đó, có 13 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt và 348 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố. Đây là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, biểu dương nỗ lực cố gắng của sinh viên trong quá trình học tập rèn luyện để đạt 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Các tập thể sinh viên trên sẽ được Ban thư ký Hội sinh viên thành phố tuyên dương vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 1950, 9 tháng 1 2024. Quý khán giả thân mến, những năm qua, Hội khuyến học quận Bình Thủy đã tích cực quyết tâm trong xây dựng các mô hình học tập, củng cố và phát triển tổ chức hội hội viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Từ đây thì nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để tiếp tục việc học, các phong trào được nhân rộng và được xã hội cộng đồng hưởng ứng. Em Ngô Nguyễn Thị Yến Ngọc, trường Trung học Phổ thông Bình Thủy, hiện đang sống cùng ông bà ngoại. Ông ngoại bị tai biến nên cuộc sống hàng ngày của cả gia đình dựa vào số tiền kiếm được từ bán vé số của bà em. Hiểu được nỗi vất vả của ông bà, nên những năm qua, Yến Ngọc luôn cố gắng phấn đấu học tập. 9 năm học vừa qua, em đều đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Thấy được hoàn cảnh của em, Hội khuyến học đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng cho em. Được biết hoạt động này là mô hình 1+1 của Hội khuyến học, mô hình vận động một cá nhân, một tổ chức để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho một em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng thì Hội khuyến học cho con 200.000 và mọi người cũng động viên con là cố gắng học tập để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Con cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể lo cho ông bà ngoại. Trong năm vừa qua, Hội khuyến học phường cũng tranh thủ các cái nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm để đóng góp cái quỹ khuyến học khuyến tài, thì đã tặng trên 1.500 phần quà tặng cho các em học sinh giỏi, học sinh khó khăn, học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp đầu năm học mới. Năm 2023 là năm thứ 2 mà thực hiện nghị quyết của Hội khuyến học quận Bình Thủy. Thì Hội khuyến học là tập trung là làm tham mưu tốt cho đảng quận ủy, ủy ban nhân dân là triển khai các cái văn bản chỉ đạo của trung ương, của thành phố cũng như là quận ủy, ủy ban nhân dân cho các cái cán bộ hội cơ sở để mà tập trung là thực hiện xây dựng các cái mô hình học tập, và qua đó thì coi như là tạo cái nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân để hưởng ứng cùng tham gia đối với hội. Để nâng cao chất lượng hoạt động, hội tập trung củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, tích cực tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường cũng như là quận ủy, ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tăng cường công tác vận động, tạo nguồn quỹ nhằm hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh trên địa bàn. Năm 2023, hội phát triển mới gần 1.780 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay của hội lên trên 24.120 hội viên, chiếm 17,36% so với số dân trên địa bàn. Vận động quỹ khuyến học tiền và hiện vật trị giá trên 4 tỷ đồng, đã trao 738 suất học bổng, trên 16.700 suất quà và gần 2.780 suất thưởng cho các em học sinh nghèo khó khăn, khen thưởng cho thầy cô giáo, học sinh đạt thành tích cao qua các kỳ thi, hội thi. Hội khuyến học thì coi như là cứ liên hệ với anh để liên tục xuyên suốt. Có chương trình gì đó là chị em anh em thông báo nhau là năm nay mình có chủ đề gì hay là mùa này mình có cái chủ đề gì để phục vụ cho công tác khuyến học, thì là cứ liên hệ nhau xuyên suốt chứ không có gián đoạn. Để thực hiện lời chỉ dạy của bác, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Hội khuyến học quận Bình Thủy đang ngày càng nỗ lực để thiện thực hóa việc trồng người theo lời dạy của bác.
Chính những hoạt động hiệu quả của hội đã góp phần tích cực vào công tác chăm lo và phát triển sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức giới thiệu học bổng tài năng 2024 đến phụ huynh các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Theo Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ, hàng năm nhà trường luôn dành ra các suất học bổng dành cho các em học sinh có nguyện vọng học tập tại trường. Các suất học bổng sẽ được trao cho các học sinh có thành tích cao trong các lĩnh vực gồm học tập, văn hóa thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc các lĩnh vực khác. Nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của ban giám hiệu đưa ra, các em sẽ nhận những suất học bổng có giá trị từ 30%, 50%, 70% đến 100% học phí trong toàn bộ 3 năm học tại trường. Trong đó, tổng quỹ học bổng cho năm học 2024-2025 lên tới 15 tỷ đồng và mỗi suất học bổng 100% tại phổ thông FPT có giá trị 210 triệu đồng. Học sinh sẽ nhận được học bổng theo một trong hai phương thức, đủ điều kiện đạt học bổng cấp thẳng trung học phổ thông FPT và tham gia kỳ thi học bổng trung học phổ thông FPT. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ dự kiến tuyển 600 học sinh lớp 10. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Giang Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, như cùng ekip bệnh viện thực hiện ca mổ tối khẩn cứu kịp thời một nam bệnh nhân 53 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu, nguy cơ bị phình động mạch chủ bụng dở. Ông NVC nhập viện chiều ngày 2 tháng 1 năm 2024 trong tình trạng đau bụng dữ dội. Hai ngày trước, bệnh nhân đau bụng âm ỉ, tự mua thuốc uống nhưng các cơn đau không giảm. Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện lơ mơ, mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được, da niêm tái nhợt, bụng chướng, căng cứng. Qua chẩn đoán hình ảnh siêu âm ổ bụng bệnh nhân cho thấy ổ bụng có dịch, khối máu tụ to phía sau phúc mạch và khối phình động mạch chủ bụng có dấu hiệu bóc tách dở dưới động mạch thận. Các bác sĩ hội chẩn viện tối khẩn và chỉ định mổ cấp cứu. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau mổ. Bác sĩ Phạm Văn Phương cho biết thêm, phình động mạch chủ bụng dở có nguy cơ tử vong 25% trước khi vào viện, 51% tử vong trong bệnh viện chưa kịp phẫu thuật. Khi được phẫu thuật kịp thời thì tỷ lệ tử vong cũng cao. Do vậy, người dân nên khám kiểm tra định kỳ động mạch chủ ngực bụng để phát hiện xử trí sớm, tránh biến chứng dở túi phình rất nguy hiểm. Tiếp tục cũng là thông tin trên lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị khoa học thường niên được Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ duy trì. Qua đó, giúp việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học tại bệnh viện ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hội nghị khoa học thường niên mở rộng năm 2023 có khoảng 200 đại biểu công tác trong ngành y thuộc các bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Tại đây, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành tim mạch tại các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang trình bày các báo cáo khoa học về tổng quan về điều trị u máu, cơ chế rối loạn nhịp tim, lựa chọn phương pháp điều trị, hội chứng động mạch vành cấp, hội chứng động mạch vành mạng và nhiều đề tài khác. Riêng Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ có báo cáo khoa học về cập nhật xu hướng điều trị kháng kết tập tiểu cầu năm 2023. Về mặt mà hội chứng vành cấp, nói chung hay là nhồi máu tim cấp, tê chân lưng nói riêng, nếu mà chúng ta chỉ điều trị nội khoa thì bệnh nhân sẽ dẫn đến cái hậu quả, bệnh nhân sẽ suy tim, bệnh nhân sẽ vào ra những cái đợt mà nhồi máu tim cấp tiếp theo. Do đó mà cái vấn đề mà điều trị cái hội chứng vành cấp là cái can thiệp là cái lựa chọn hàng đầu để mà tiến hành để mang lại lợi ích lớn nhất cho bệnh nhân trong giai đoạn mà cấp tính. Can thiệp sang thương chia đôi, chiến lược nào tốt? Cũng là báo cáo khoa học của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ được sự quan tâm của các đại biểu và bệnh nhân, nhất là bệnh nhân bị động mạch vành có sang thương phức tạp. Với kỹ thuật mới này được ứng dụng thường quy tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ tốt cho bệnh nhân bị động mạch vành có sang thương phức tạp, không phải chuyển tuyến. Động mạch vành của chúng ta thì có hai nhánh trái và phải. Thì trên bệnh nhân của chúng tôi thì đã hẹp hai nhánh trái và phải luôn. Sau khi tôi đã can thiệp nhánh phải trước thì nhánh trái là một nhánh rất là quan trọng mà sang thương rất là phức tạp, thì yêu cầu ekip đã phải cần những cái dụng cụ hỗ trợ tối ưu nhất để giúp cho quá trình can thiệp được thành công tốt đẹp. Tại hội nghị khoa học thường niên mở rộng năm 2023 hôm nay, Bệnh viện Tim mạch đã chọn ra hai đề tài nghiên cứu khoa học cùng với 14 bài báo cáo thuộc các lĩnh vực nội khoa, can thiệp tim mạch, nội tiết vân vân của các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm
để trình bày trong hội nghị này. Đây là cơ hội để cho cán bộ, viên chức của Bệnh viện Tim Mạch nói riêng và các quý đại biểu tham dự hội nghị hôm nay có dịp để trao đổi với đồng nghiệp để nhằm giúp cho việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật tại mọi đơn vị để nâng cao chất lượng khám sức khỏe phục vụ cho người bệnh nhân. Đến nay, Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ đã thực hiện được 62 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và một sáng kiến cấp thành phố. Các đề tài được lựa chọn ứng dụng vào việc khám và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Thưa quý vị, mỗi độ Tết đến thì các làng nghề sản xuất đặc sản ở Cần Thơ lại tất bật vào mùa cao điểm. Hiện các làng nghề đã tăng công suất, chuẩn bị nguyên liệu từ rất sớm để kịp phục vụ người tiêu dùng trong đợt mua sắm Tết Nguyên Đán. Tại Cần Thơ thì nhiều cơ sở sản xuất đặc sản như là bánh tét, bánh tráng, các cơ sở sản xuất mắm khô đã hoàn thành công tác chuẩn bị hàng hóa và bước vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán 2024. Bên cạnh đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, giá bình ổn, các đơn vị kinh doanh còn tăng cường các giải pháp kích cầu, linh hoạt phương thức kinh doanh để phục vụ người tiêu dùng. Và sau đây là một tin vui của thể thao Việt Nam. Theo công bố mới đây của Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới, kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục là kỳ thủ duy nhất của làng cờ Việt Nam có mặt trong top 100 kỳ thủ mạnh nhất thế giới. Lê Quang Liêm hiện đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng nói trên với hệ số ELO 2731. Trước đó, Quang Liêm có hạng 20 trong tháng 12 năm 2023. Trong tháng 8 năm 2023, Quang Liêm từng leo lên vị trí thứ 15 thế giới trên bảng xếp hạng của Fight. Đó cũng là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh. Trong 14 năm qua, vị trí của Lê Quang Liêm trong top 100 thế giới thay đổi liên tục. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, Liêm luôn ổn định trong top 30 thế giới. Tháng 7 năm 2023, Liêm leo lên vị trí 21 thế giới và một tháng sau, anh đạt vị trí thứ 15 thế giới. Thưa quý khán giả, như quý khán giả đang thấy thì đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2024 được trang trí cùng mô hình với chồi non vươn lên, thể hiện sức sống mới, Cần Thơ 20 năm phát triển cùng đất nước. Và đây cũng là một trong những điểm nhấn tại đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm nay. Mời quý vị cùng ngắm vẻ đẹp lung linh của đường đèn nghệ thuật này. Với chủ đề Cần Thơ 20 năm khát vọng tầm cao mới, đường đèn có chiều dài gần 2 km. Đây là cổng tại ngã ba nút giao đường 30 tháng 4 với đường Trần Văn Quài. Với quả tiết nhà ba gian cách điệu, chữ Cần Thơ được thiết kế uốn lượn hài hòa, phù hợp với nét văn hóa sông nước đặc trưng của miền Tây. Đèn ở đoạn này là các hình ảnh miêu tả về văn hóa và kiến trúc của vùng đất Tây Đô, vẻ đẹp của một đô thị miền sông nước. Thưa quý vị, Như Ngọc đang ở nút giao ngã ba Quang Trung, cũng là cổng chính của đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm nay với ý nghĩa Cần Thơ 20 năm khát vọng quá rồng. Mô hình rồng cách điệu cùng hướng về vòng tròn trung tâm uốn lượn trên thuyền thể hiện được sức mạnh vươn lên và sự may mắn. Thuyền rồng tượng trưng cho sông nước miền Tây được thiết kế cách điệu tạo cảm giác thư thái thanh bình. Vòng tròn thể hiện nội dung chào mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón chào năm mới vui tươi rộn ràng. Cái màu sắc thì nó rất là tươi sáng nên là nó sẽ làm cho cái thành phố của mình có tâm hồn hơn, làm cho mình có cảm giác vui vẻ hơn. Em rất là ấn tượng ở phần đèn ở chỗ công viên Lưu Phước á. Em thấy cái ý nghĩa đó là những cái mầm non vươn lên. Với cái sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội ngày nay á, em cũng mong muốn là những anh chị em làm kinh doanh hay là những cái doanh nghiệp ở tại Cần Thơ cũng sẽ luôn học hỏi và phát triển để không ngừng thay đổi, không ngừng làm cho Cần Thơ trở nên giàu đẹp hơn. Những họa tiết hình con rồng bay lên, hình tàu, xe, máy bay có thể cho ta thấy được là trong tương lai Cần Thơ sẽ phát triển rất nhiều về mặt du lịch, văn hóa, ẩm thực. Với tổng kinh phí thực hiện 17 tỷ 9, đường đèn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 chính thức lên đèn vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, phục vụ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đường đèn được thắp sáng từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.
Thay cho biểu tượng ngọn lửa của năm trước, điểm nhấn mới của đường đèn năm nay chính là trụ đèn phía trước công viên Lương Hữu Phước với biểu tượng cho non dương lên, thể hiện một thành phố trẻ đang dương mình, đã góp phần mang đến một không khí vui tươi phấn khởi cho người dân Cần Thơ, thu hút nhiều sự quan tâm của du khách gần xa khi đến với miền đất Tây Đô vào những ngày Tết đến xuân về. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.